Chào các bác, hôm nay giới thiệu và mang đến hình ảnh cho các bác một loại cây giống mới của vụ mùa cuối 2023 đầu 2024 năm nay, đó chính là cây giống gù hương, hay gọi là cây gù xá xị. Ở ngoài miền Bắc thì hay gọi là gù hương, còn trong miền Nam thì người ta hay gọi với cái tên là gù xá xị, vì đây là một loại cây mà nó có cái tinh dầu xá xị cực kỳ thơm, cũng như là cái chất lượng gỗ là cực kỳ có giá trị và cũng như là rất là tốt trên thị trường hiện nay. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cây giống và dược liệu Tâm Đà của em Hải. Mọi nhu cầu chi tiết thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại mà em đính kèm bên dưới. Và nếu cảm thấy những chia sẻ của em cũng như là video của em mang lại cho mọi người những hữu ích, những thông tin hữu ích và những cái kiến thức bổ ích về các loại cây giống lâm nghiệp cũng như là cây dược liệu, thì hãy cho em xin phép là cho em một like, một chia sẻ cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em một phát triển hơn. Và mời mọi người theo chân em Hải thì em sẽ đưa mọi người đến cái khu vực mà em đang phát triển với số lượng cây giống gù hương ta, với cái số lượng rất là lớn năm nay. Xuất phát điểm của cây giống gù hương ta này là xuất phát từ Yên Bái, người ta hay gọi cái tên là gù ta Yên Bái. Nó khác với cả gù hương xá xị phấn trắng của Tam Đảo bọn em. Đúng với gù xá xị phấn trắng Tam Đảo thì chất lượng gỗ cũng như là cái giá trị gỗ của nó cao hơn. Tuy nhiên là đối với cả cây gù hương xá xị phấn trắng của Tam Đảo thì cái hạt giống nó không có nhiều, đối với cả những cây to cũng vậy. Và cũng như là hàng năm thì chỉ được phép giới hạn làm số lượng giới hạn thôi, không được làm nhiều. Và chỉ có thể làm được đối với những bác nào đặt trước thì bọn em sẽ có thể làm số lượng cung cấp thôi, chứ không có nhiều để mà cung cấp thường xuyên cho mọi người được. Còn đối với cây gù hương ta Yên Bái này thì số lượng hàng năm thì làm rất là nhiều đủ để cung ứng cho mọi người. Với cây vụ mùa năm nay cuối 2023 đầu 2024 năm nay thì cũng là cố gắng làm để kịp cái thời điểm mùa vụ xuân tới đây là mọi người sẽ trồng để mà phát triển với số lượng lớn. Thì tại hiện trạng cây giống mọi người thì thấy đây, cây đang chiều cao đang cao là 20cm rồi. Cái đặc điểm của cái cây gù hương ta này thì từ xa xưa thì cây gù hương này là một cái loại cây cực kỳ quý về cái giá trị gỗ lẫn về cái chất lượng tinh dầu. Đối với gù hương ta này thì cái chất lượng tinh dầu của nó ở cái bộ phận là từ phần gốc cây và phần thân cây nó tích tụ nhiều cái tinh dầu hơn, và phần lên trên phần những phần lá và phần đỉnh này thì nó ít cái tinh dầu hơn. Từ xa xưa thì người ta đối với những cây to này mà người ta khai thác quá nhiều, bởi vì cái tinh dầu xá xị này rất là có giá trị. Và vào những cái năm 90 thì người Trung Quốc người ta sang ở Việt Nam thì người ta thu mua rất là nhiều những cái tinh dầu xá xị này. Và người dân Việt Nam chúng ta thì khi đó thì mọi người vẫn đang khá là hám lợi, thì mọi người thường lấy luôn cả những cây nhỏ nó chưa phát triển đủ cái sự trưởng thành của nó, mà mọi người lấy những cây nhỏ mọi người nấu ra cái tinh dầu xá xị mọi người bán cho Trung Quốc, và gần như là họ mua là gần như là cạn kiệt và hết, gần như là hết nhẵn. Và mãi sau này thì mới phát hiện ra thì ở Yên Bái thì còn lại vài cây lớn, thì sau đó người ta mới phát triển nhân giống. Và đơn vị chúng em thì hiện nay cũng đang là những một trong những đơn vị và đang gây dựng cũng như là đang dựng lại cái sự phát triển của cây gù hương ta này. Đó. Để chia sẻ một chút về cái quá trình phát triển của cây gù hương ta. Đối với cây gù hương ta này thì cái đặc điểm lá của nó là thuôn dài như này, hai cái mép đuôi lá của nó thì chụm lại và dài nhọn, và ở trên mỗi cái lá này nó sẽ có từ 4 đến 6 cái gân lá nổi như thế này. Camera zoom sát này cho mọi người nhìn rõ. Đặc điểm lá của nó như vậy và nó chia thành từng tầng. Đối với cây gù hương ta này khi lớn và trưởng thành ấy, có thể lớn tối đa có thể lên đến ngoài 25m, và có những cây nó già nó phát triển tốt hơn có thể lên đến 40m, thậm chí 50m, và cái đường kính thân có thể lên đến từ 70cm đến 1m2 đường kính thân của nó. Và cái đối với cái thời gian thu hoạch của cây này ấy, thì để mà đạt được chất lượng gỗ và để thu hoạch được thì ít nhất là từ 15 năm trở đi, ngoài 15 năm và càng lâu thì càng tốt thì mới có thể đạt cái chất lượng thu hoạch được. Đối với cái tinh dầu xá xị của cái cây gù hương này thì nó được áp dụng sử dụng vào rất nhiều các mục đích khác nhau, và đặc biệt nhất đó chính là sử dụng để điều chế và làm ra những sản phẩm dược liệu hỗ trợ điều trị rất tốt những căn bệnh hiện nay, ví dụ như là chữa về xương khớp này và chữa về một số các căn bệnh liên quan nữa, nó rất là nhiều thì em đang quên mất không nhớ để mà kể hết. Còn đối với cả gỗ của cây gù hương ta này thì cái chất lượng gỗ của nó cực kỳ tốt, nó có cái độ bền rất là tốt và ít bị mối nhọt, nên là người ta thường ưu tiên ưu ái sử dụng cái gỗ gù hương này rất là nhiều. Chia sẻ hôm nay chia sẻ ngắn gọn cho mọi người về cây gù hương ta này với cái hình ảnh thực tế hiện trạng cây đang phát triển như thế nào tại đơn vị của chúng em. Số lượng rất là lớn, thì mọi người có nhu cầu mà muốn mua cây giống để phát triển thì liên hệ trực tiếp với em Hải theo số điện thoại em đính kèm bên dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngắn hôm nay của em. Xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.